Trung Kiên Mô Tô kính chào bác trai thành phố Hà Nội nhá. Bác có bảo em là Kiên ơi dọn cho anh chiếc xe lanh quanh tầm hơn 20 triệu. Đấy, đồ lỗ cũng được, đồ gì cũng được. Đấy, đặc biệt bác ấy nói như thế. Chỉ cần cho anh là cái tay lái phải nhún nhảy một chút đẹp đấy á. Và củ máy của anh phải êm, chất, sáng bóng. Đặc biệt đừng để anh dắt bộ. Thì đây, em đã làm cho bác full đây, như lời bác nói. Đây, lô đây, em nói lô đi, em không nói gì nữa. Lô đây, lô hết. Bánh bánh tam nan là lô hết, được chưa? Mai ơi đây. Có những cái zin đấy nhá, riêng đặc biệt củ máy là zin. Đây này, thụt lô này, được chưa? Rè lô này. Lốp này là lốp Việt Nam này. Vành này là vành DD này. Nhưng mà cũng được cái vành ngon. Mai ơi sơn lại zin này, đũa là lô này, được chưa? Nên đặc biệt củ máy là zin nhá. Củ máy của bác là zin này. Đấy. Đồ Indo bọn em mang ra vệ sinh xử lý lại này, bác nhìn thấy chưa? Đấy. Bác nhìn cái đầu bò. Ngày xưa mà bác quay cho bác nó nhìn nó bẩn thỉu, xấu xí rồi. Nó đồng nát, bây giờ em làm lại nó phun mới cho bác. Em phun cắt cảnh anh đấy. Đấy, chế mới này. Yên là khung này. Khung em dọn mới này hết luôn này. Bình xăng mới này. Bình xăng này. Yên em làm vuông form luôn rồi nhá. Đây đặc biệt cái chỗ nhông xích bác nhìn này. Chỗ này là chỗ siêu bẩn của các loại xe. Như anh em nhìn, đường điện đi rất là đẹp nhá. Đấy, sạch sẽ này. Đấy, hơi này. Đấy. Bình xăng đây. Mới kinh đây, em chưa dán tem thôi. Đồng hồ đây. Tay lái đây, cùng công tắc đây. Đấy. Em nói luôn là lô hết anh em nhá. Được chưa? Lô hết được chưa? Để cho anh em đỡ kêu. Đấy, lô hết nhá. Củ hậu sinh nhan này. Rè sau này, thụt sau này, càng sau này. Đấy. Và đúng như lời bác nói rồi, tay lái phải nhún nhảy đấy, bác nhìn này, cái tay lái này. À. Đấy, tay lái này. Đấy, tay lái đúng yêu cầu của bác nhá. Đấy, tay lái đây nhá, mềm mại này. Đấy. Và hơi đầu bò đây, nhìn bên này một chút này, anh em này. Đấy. Lốp côn này, đây em chưa hoàn thành đâu. Nhưng mà hẹn bác mùng 6 là ngày kia giao. Đấy, ngày kia giao đúng không? Ngày mai ngày kia thú nhỉ? Ngày kia giao đấy nhá, bác. Lốp này. Đấy anh em nhìn em quay nút mộc nhá. Đấy cái làm bên đấy đi. Càng này, thụt sau này. Đấy. Đây, lúc nào lên hình nó sẽ đẹp hơn. Đấy, hơi đầu bò này. Chế đây. Đấy, bình xăng đây, bên phải đây. Đấy, thụt đây. Em đang ráp lên thôi anh em nhá. Thôi xong rồi. Em đang ráp đây nhá. Đấy, lốp mới tinh hết. Nói chung là dọn full mới. Em nói với anh em đây là một chiếc xe bác ấy gọi là dọn full mới. Còn em nhấn mạnh lại cho anh em như này này. Nhiều anh em cứ vào bình luận là ô con này nó là toàn đồ lô thôi. Thì em nói luôn nó là đồ lô mà. Em có nói đồ zin đâu. Nhưng mà giá trị đồng tiền của bác trai này này, bác ấy yêu cầu chỉ cần đồ lô thôi. Đấy. Tức là anh em, nhiều anh em vào bình luận em câu này, em nói luôn này, qua một chút này. Em ơi, xe em dọn rất đẹp. Đấy, anh rất muốn mua con. Đấy, những bác đấy em rất cảm ơn. Nhưng có người vào bình luận là ui dồi ôi toán đồ tàu, ui toán đồ lô. Em thừa nhận anh em đây toàn đồ lô, được chưa? Nhưng mà lô nó có giá trị của đồ lô. Tiền nào thì quấy, giá trị anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em đã nhận được giá trị xe bấy nhiêu. Còn nếu anh em thích nhá, hơn 20 triệu đồ gì em cũng có đầy đủ cho anh em luôn, kín xe luôn. Hơn 20 triệu, kín xe luôn. Đấy, nhưng mà được dọn mới đâu, để em dọn mới full lên cơ mà anh em. Đấy. Và nhấn mạnh này này này. Ví dụ con xe này bác bảo cái thụt lời lô, anh em thích zin đúng không? Anh em vào zin thì tiền vào nó sẽ thành zin thôi. Đúng không? Đấy. Kinh tế của người ta chỉ có thế thôi. Và em nói thẳng luôn là những anh em mà vào chê ấy, thì một là anh em chưa hiểu về xe, hai là anh em hiểu về xe nhưng anh em là người có tiền. Có tiền thì em vào dọn zin vào. Còn đây là bác này bác ấy kinh tế hạn hẹp, bác ấy chỉ vào thế này thôi và bác cảm thấy ưng là được rồi. Anh em nhá, bác cảm thấy ưng là được rồi. Được chưa? Còn em bán hàng là em thuận mua thì vừa bán. Khách hàng yêu cầu gì em làm như thế. Khách hàng bảo em cái này lô cũng được thì em bảo lô. Khách em bảo zin em bảo zin. Đúng không? Anh em phải hiểu được như thế chứ. Vấn đề này rất là tế nhị. Nhiều khi em nói ra nói đi nói lại thì không hay. Nhưng hôm nay là cái video này là toàn đồ lô không thôi. Nên em sẽ ngồi em gọi là tranh luận với anh em trên mạng một chút. Đấy. Ví dụ cái thụt này là lô đúng không? Em bảo anh em lô là tiền mà anh em. Zin đây 2 triệu vào. 2 triệu vào là có zin. Thậm chí 4-5 triệu luôn. Thế từ 20 loại lên 25. Đúng không? Đấy ví dụ thế. Thế cái rè này lô đúng không? Ok. Zin đúng không? Zin nó tầm 2-5 triệu tùy đẹp xấu. Thế thành hai lại thêm 2 triệu nó vào. Đúng không? Cái vành này zin đúng không? Vành zin mà đẹp mới như này rồi. Nếu mới tinh thì anh biết hơi nhiều tiền rồi. 5-7 triệu. Ví dụ thế. Đúng không? Cái củ máy này em không nói rồi. Củ máy thì em làm như nhau rồi. Ngon lành rồi. Cái pha đèn này. Anh em bảo lô đúng không? Đúng rồi nó lô đấy. Nếu nó zin nó lại tầm 1.5-2 triệu. Cái đồng hồ anh em bảo lô đúng không? Lô nhưng nó lại đẹp mà. Lại hơn 1-2 triệu. Được chưa? 4 củ sinh nhan anh em muốn zin đúng không? Có zin. 1.5-2 triệu. Tao đầu chưa? Bình xăng anh em muốn zin đúng không? 3-5 triệu thậm chí hơn nữa. Đấy tiền đấy, tiền đấy. Tiền đấy chứ đâu nữa anh em. Thế cho nên là những cái video này này em chỉ dành cho anh em hiểu. Còn riêng quan điểm của em nhá,
em dọn là dọn cho khách hàng đang mua xe nhà em. Còn những bác khách hàng mà chưa mua xe nhà em hoặc muốn, ôi em ơi cái này lô này anh muốn đọc zin, có zin. Đấy, cái yên ngày xưa anh em chê em xấu đúng không? Em nói thật với anh em, cái yên ngày xưa em có bọc đâu, em chỉ bọc lại vỏ thôi. Vì kinh tế nó ít, người ta chỉ dọn 10 hơn chục triệu thôi, mới 7 8 triệu thôi. Thì đây, bây giờ bọc cái yên ngon hơn đây. Đấy thì lại tiền, lại thêm 500 vào. Mang là thợ cắt gọt đàng hoàng, thay vỏ yên, xử lý lại 500.000. Đấy, lại là tiền. Cái gì chả là tiền anh em. Đấy, nhiều khi anh em nói em hiểu như thế. Chứ ai ai chả muốn cho đồ zin anh em. Ai muốn cho đồ zin hết. Nó thật anh em thế. Đây này, anh em nhìn này. Đấy, lốc này. Anh em xem có ai dọn cho em mà phun như này không? Đây, nó phun như này không? Đấy, tươi ra ngoài không? Đúng không? Còn em nói luôn anh em này này. Những anh em nào mà mua xe nhà em ấy mà dọn tầm 5, 7 triệu hay 10 triệu, xong về nhà cứ kêu lọ kêu kia ấy, thì xong rồi còn mang đi thợ lọ thợ kia phán ấy, xong thợ lọ kia đăng em lên mạng ấy, thì em chỉ nói các bác câu này này. Trước khi các bác phán người ta, các bác phải xem lại người ta dọn, các bác dọn bao nhiêu tiền này. Các bác thử dọn lên đây này, 20 mấy triệu bạc, 20 triệu bạc này này, nó cũng toàn đồ lô thôi này này. Các bác về chê đi, chê thoải mái. Nhưng các bác người nào hiểu biết ấy, các bác sẽ thử hiểu được là giá trị đồng tiền bác bỏ ra, lô nó cũng là tiền, zin thì đắt hơn. Đấy, em phân tích đi phân tích lại rồi, không phải em đi tranh luận hay cãi nhau hay là gì đâu, mà em muốn giải thích cho các bác hiểu, đúng không ạ? Em nói để các bác hiểu, còn các bác hiểu hay không thì em cũng không trách được. Còn em là người bán hàng, em làm dâu trong họ, em phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích, phân tích và nói cho các bác biết. Còn những bác nào mà chưa tin tưởng em cứ theo dõi em thêm đi, còn tin tưởng em rồi đặt nhà em mua em cảm ơn. Còn thời gian thì em làm xe rất nhiều nên em không có thời gian đi đối chất hay tranh chấp các bác đâu. Nhưng riêng các bác cứ đến nhà em, thực sự các bác gần nhà em nhé, đến nhà em nhé, chi phí bao nhiêu em no. Ví dụ nhiều bác ở Nghệ An hay ở Bắc Giang hay là ở chỗ nào gần gần mới đạo lại đến nhà em được ấy, em biếu các bác tiền xe luôn. Vì các bác đến nhà em rất cảm ơn. Đấy, tiền xe đi lại em no hết cho các bác. Để các bác nhìn thực tế đây nhá. Các bác bảo ừ 20 triệu đâu, đây 20 triệu đây, đây 20 triệu đây. Đấy, 25 triệu đâu, ở đây 25 triệu đây thêm cái này. 30 triệu đâu, ở đây 30 triệu đây thêm cái này. 40 triệu đâu thêm cái này, hay 80 triệu đâu. Đấy, hôm qua em đi xuyên đêm em mua con biển Tamo 2 đấy, em về em ngủ giấc buổi sáng. Thế là bác kia bác chốt, còn em không muốn bán ấy, em nói thật. Em không muốn bán ấy. Nhưng bác bảo thôi cứ để cho anh dọn lâu cũng được. Anh chấp nhận dọn lâu, còn cái con biển 34 thì dọn nhanh cho anh. Anh về anh chơi nó đồ zin, em chỉ vào bô và xin nhan. Bác đấy được chứng kiến với em nhá. Bác Huân nhá. Bác mua con biển 34 máy zin nhà em nhá, bác. Máy zin hết rồi mà bác chỉ mua cái bô này, cái cặp dè này, cái xin nhan, cái gương mà đã mất mười mấy triệu nhà em rồi. Thế là gần bằng con xe dọn mới như này rồi. Đấy, bác Huân chứng kiến cho em video này nhá. Đấy. Và bác trai Hà Nội này đúng mùng 6 em ra cho anh em. Anh em nhìn lên đây là xác xe. Em dọn thành phẩm như này. Thì đợi khoảng ngày mai là sẽ lên video hoàn chỉnh. Anh sẽ theo dõi em tiếp nhá. Bây giờ em tạm dừng video. Thôi thì em nói thế thôi. Vì nếu em nói như thế anh nào mà hiểu đã hiểu rồi. Còn anh em nào vẫn không hiểu thì em cũng không ép. Còn em nói luôn anh em nào xem video của em cảm thấy hay, like, đăng ký kênh giúp em. Còn nếu anh em cảm thấy không vui vẻ, anh em phải thoát kênh của em ra, không xem nữa. Để tránh những lời nghiệp mồm. Đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn em nhấn mạnh này, em kiếm đồng tiền bằng mồ công sức của em. Giá trị đồng tiền các bỏ ra bao nhiêu, em sẽ trả lại cái giá trị đồ bấy nhiêu. Đấy. Các bác ạ. Còn các bác phải nhớ cái dọn phun mới này, các bác có dọn đi sẽ biết. Còn đây này. Đây nhá, bác nhìn đây nhá, cũng là con này nhá. Cũng là con này. 20 triệu. Khoảng 20 triệu. Thế đây. Con này đây, nói luôn. Đây. Con này đồ zin kín xe anh em nhìn này, thụt trước thụt sau, bình xăng, đồng hồ, pha đèn, vành đèn, bô, vành, yên. Nó tất tuốt, càng, ghi đông, tay sách, tay nắm, zin hết, nó cũng có bao nhiêu đâu. Có gần 30 triệu bạc, 30 triệu bạc, nó nhiều đâu. Đúng không, có đáng bao tiền đâu. Đấy, cũng là zin đấy anh em. Hai con này để chứng minh cho anh hiểu tại sao một con này cũ thế này mà nó khoảng 30 triệu. Nhưng con kia vọn mới phun lên toàn đồ lô nó chỉ 20 triệu, hơn 20 triệu. Anh em hiểu không? Đấy, tự anh em hiểu thôi. Cảm ơn anh em nhá, thôi em tạm dừng video. Mọi nữa anh em xem nhớ like và đến kênh của em. Chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Mọi thắc mắc thì alo em tư vấn. Ví dụ anh em alo cho em lúc này mà em không trả lời lại kịp thì anh em vui lòng alo lại lúc khác cho em. Hoặc em sẽ gọi, nhớ em sẽ gọi lại. Đôi khi em bận em quên em gọi lại thì em thông cảm. Thì em rất muốn phục vụ các bác để em kiếm tiền mà. Nhưng mà vấn đề bây giờ là em không phục vụ xuể được thì các bác phải thông cảm. Các bác đừng oán trách em nhá. Anh Trương nhá, anh Trương sim card vào xem xe này nhá. Đấy, còn bác trai Hà Nội xe trong nhà nhá. Em tạm dừng video ạ. Cảm ơn tất cả anh chị em ạ.